Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tương Lai sẽ cập nhật các bạn trận so tài đỉnh cao đánh trong giải cá nhân Trung Quốc năm 2009 khi bên đỏ Lý Tiên Vương Tuyết Xe chạm mặt cùng danh thủ khét tiếng trong giấy cờ giang hồ là Lưu Tùng Trạch. Kính mời các bạn cùng đón xem. Thank you.
吃。将军，吃。吃。吃。将军。吃。吃。吃。将军。吃。吃。吃。Thank you.
Tới hình cờ trên sau phần cờ cho điều phá qua lộ 7 thì trong bối cảnh kém quân, bên đen đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Như vậy kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn đối công đỉnh cao đến từ cả đôi bên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.